Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị một các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị một chiếc xe vu bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2017, số tự động bản 3.2, bản quay trách số tự động, sử dụng động cơ 3.2, máy dầu hai cầu. Vâng, chiếc xe tên tư nhân một chủ từ đầu. Và tình trạng xe thì khá là đẹp. Sơn zin còn 95% và lốp theo xe cả dàn nguyên zin từ đầu. Khung gầm nội thất sạch đẹp và khung gầm không có dấu hiệu bị han gì. Keo chỉ là nguyên zin. Các khe hở của cabo, cánh cửa và cốp sau đều tăm tắp, không có dấu hiệu bị lệch lạc hoặc là vẹo do bị đâm va. Sơn zin khá là nhiều. Xe được trang bị thêm nắp thùng thấp. Bản quay trách 3.2 này thì các bác đi thôi rồi, đi cực kỳ thích. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 760 triệu. Vâng, 760 triệu, có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu lên đến 60-70% giá trị của xe. Và quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ. Bác đăng ký kênh sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về, và em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Yêu cầu là xe đẹp, ưu tiên các dòng xe bán tải và máy dầu, bên em sẽ mua hết giá và rất chi là cao. Vâng, đây em quay về cái phần gầm cho quý anh chị xem. Toàn bộ phần gầm này, sơn zin toàn bộ khá là nhiều và đặc biệt là dầu tuyền giảm sóc và rất chi là chắc chắn. Khung gầm có Ford thì đi các bác biết rồi, thương hiệu của Ford thì đi cực kỳ chắc chắn. Và phần máy không có dấu hiệu bị dí dầu hoặc là bị rạn nứt gì nên bên em là kiểm tra. Sắc-xi không có dấu hiệu bị cắt nối. Vâng, đây là chiếc lốp theo xe còn khá là dày, gân khá là dày. Và đây là thông số của lốp. Đát lốp là năm 2017, đúng theo năm sản xuất của chiếc xe quay trách này. Sản xuất năm 2017, khá là đẹp. Toàn bộ các cái phần sắc xi không có dấu hiệu bị han gì. Đây, lớp đất nó bám bẩn thôi. Toàn bộ sơn zin lòng trong nguyên zin hết toàn bộ và không có dấu hiệu bị han gì. Em vừa mới lấy về chưa kịp dọn vệ sinh gì nên quay trực tiếp luôn cho anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm một chiếc quay trách màu trắng thì sớm nhanh tay nâng máy liên hệ với em Lợi để được sở hữu ngay qua số điện thoại 0986 265 090. Đây là toàn bộ phần gầm phía trước của chiếc xe, các con ốc là nguyên zin nguyên bản hết, bên em đã kiểm tra. Về phần đầu xe thì toàn bộ là cụm đèn pha theo xe, đèn bi xi lông. Vâng, đèn bi thì khá là đẹp và cho độ sáng hơn có đèn halogen. Toàn bộ mặt ca lăng, thiết kế mắt cáo và thêm 3 thanh rất chi là đẹp, nguyên bản hết từ đầu, không có dấu hiệu bị sơn lại. Cabo là sơn zin, kính không bị chảy xước hoặc là rạn nứt. Vâng, toàn bộ về cái phần gầm của chiếc xe đây. Đây là cái phần gầm của chiếc xe, rất chi là khô ráo và sạch sẽ, nó chỉ bám bẩn thôi, không bị chảy xước cong vênh. Chiếc xe đi khá là giữ gìn và đẹp. Vâng, về cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe, về toàn bộ cái phần lót thùng thì khá là đều, không bị cong vênh chảy xước hai bên thành. Và cái phần sàn của cái lót thùng thì không bị trở nặng nên nó không có méo cái đường gân. Toàn bộ hai cụm đèn hậu theo xe nguyên zin toàn bộ. Đèn hậu rất chi là sáng. Và đây, các ốc là đèn hậu và đinh tán đinh dập là nguyên bản theo xe. Toàn bộ các cái phần chỉ cốp sau tuyệt đối không có dấu bị đâm va, chỉ zin 100%. Cụm đèn hậu bên lái nguyên zin, toàn bộ chỉ zin hết. Các bác đến xem xe mà phát hiện ra đâm va tai nạn biến dạng ô tô và kính và đèn, em kính tặng các bác cái xe này luôn. Và về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì là ghế
da nỉ kết hợp và màu đen, màu bò là nguyên bản theo xe. Toàn bộ các cái phần ghế rất chi là mới và đẹp. Xe được trang bị khá là nhiều đồ chơi. Đây là số tự động 2 cầu. Đây là núm cài cầu điện toàn bộ chống trơn trượt. Và toàn bộ option có quay trách thì nó là bản cao cấp nhất. Thì nó khá là nhiều đồ chơi, màn hình, camera lùi đầy đủ hết. Thì nguyên bản theo xe từ nhà sản xuất và toàn bộ hương ghế gập điện. Đây là cruise control giám sát hành trình và đủ hết các option của bản vu bán tải này. Về đây là cái ghế lái của chiếc xe, nó khá là căng và mới đây. Chiếc xe ghế không có dấu hiệu bị nhăn hai bên mép đây. Và bên này nó rất chi là căng này, toàn bộ ghế này. Nếu mà chiếc xe mà chạy nhiều là nó bị nhầu và toàn bộ các cái phần tì tay này không bị bạc màu núm quầy thế đây. Toàn bộ những cái chi tiết rất bé, nếu anh chị để ý vào thì một chiếc xe sử dụng nhiều nó không được đẹp. Từ các cái gương kính chỉnh điện đều rất rõ nét và đẹp. Và các ốc tai của cánh cửa bản lề là nguyên zin, không có dấu hiệu bị tháo lắp, nên là tuyệt đối chiếc xe này không bị đâm va. Và đây toàn bộ là cái phần tay nắm mở cửa khá là đẹp đấy ạ, không có dấu hiệu bị sơn lại. Về thông số kính thì tuyệt đối là nguyên zin, kính của Ford năm 2017 tuyệt đối là zin 100%. Đây toàn bộ chỉ cánh cửa bên lái là nguyên zin. Và các cái bậc lên xuống đây mạng chrome khá là đẹp. Và ghế lái chỉnh điện, toàn bộ option này, gân là nguyên zin, là sơn zin và gân rất là mới. Ốc cột, ốc khóa bản lề không có dấu hiệu bị thao lắp. Đây là cái cánh cửa bên phụ phía sau, à bên lái phía sau, toàn bộ là chỉ zin hết toàn bộ. Ốc khóa không có dấu hiệu bị thao lắp, tay mở cửa khá là mới. Bàn thờ tắp ly đây. Đây là cái tắp ly cánh cửa khá là đẹp đây, không có dấu hiệu bị sơn lại. Thông số kính là năm sản xuất 2017. Và hàng ghế phía sau thì ôi dồi ôi là nó quá là mới. Ít ngồi nên là ghế rất căng, không có dấu hiệu bị chảy rách. Và phần trần ý của chiếc xe thì sạch đẹp và nguyên zin từ đầu. Hai đèn trần và toàn bộ là nỉ nguyên zin, rất chi là sạch đẹp. Quý anh chị về sẵn đi lại thôi. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ, toàn bộ là 100% là chỉ zin. Cam kết với quý anh chị em quay trực tiếp cho chiếc xe lúc đang mộc cho quý anh chị xem. Tay mở cửa khá là mới, thông số kính là đều tăm tắp, sản xuất của Ford và năm sản xuất 2017 hết. Toàn bộ bậc lên xuống này hầu như ít đi nên là khá là mới và đẹp, không có dấu hiệu bị chảy xước và sơn zin hết toàn bộ. Ốc khóa bản lề nguyên bản hết toàn bộ. Vâng, một chiếc xe nhập đi khá là chắc chắn và với máy dầu thì đi cực kỳ tiết kiệm. Đây toàn bộ thông số tem của nhà máy và ốc nguyên zin, nên là quý anh chị yên tâm về tuyệt đối về chất lượng xe. Bóng khí là nguyên zin đấy ạ. Ốc tai cột bên phụ nguyên zin. Tay mở cửa khá là mới đây. Hoặc sau đây em xin quay về phần đầu và phần máy cho quý anh chị. Nhưng mà trước khi quay thì bên em cũng nói thẳng là cam kết về phần máy là zin số zin. Với những chiếc xe đời cao này, lướt này, cam kết 100% máy zin số zin. Nếu quý anh chị mượn thợ giỏi nhất Hà Nội và đến kiểm tra phát hiện ra máy không còn zin, em kính tặng các bác luôn. Vâng, đây toàn bộ là cụm đèn zin theo xe. Các cái nút nở này không có dấu hiệu bị vặn. Và đây, các cái khóa nguyên zin hết toàn bộ, chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Và các ốc tai, ốc cabo là nguyên zin. Em quay như thế này thì một số anh chị nào mà xem quen thì chắc chắn là nhìn ra được là xe không đâm va. Và các cái chống nắng này rất chi là mới. Đấy, ốc hai tai này, ốc cabo không có dấu hiệu tháo lắp thì làm sao mà có dấu hiệu bị đâm va được. Và toàn bộ các cái phần ốc cổ xạ này rất chi là mới, nguyên bản hết từ đầu. Đây là các phần
ốc có mặt cam, dây cam, và toàn bộ sơn 7 màu đánh dấu của nhà máy nguyên bản hết toàn bộ, nên là quý anh chị yên tâm về chất lượng xe. Vâng, vừa rồi em vừa giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Wajack sản xuất năm 2017. Quý anh chị nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.